Giờ này ban ngày á, giờ này trời còn sáng nè, còn sáng nè, cho nên là nó không có bị chói ánh sáng của mặt trăng đúng không? Cho nên nó không bị lem nhem cái màn hình, cái camera. Nào, trăng giờ đẹp ghê không? Trăng giờ này đẹp lắm, nó không có bị chói quá đó. Đi qua đây tránh cái sợi dây điện. Đứng bên đây tránh sợi điện, nó không có bị sáng quá đó, không bị lóa đó. Và do là giờ này còn trời còn sáng nè, đó. Cho nó không bị ấy cái điện thoại mình, nên nó tròn đẹp ghê không? Wow, tròn đẹp chứ sợ không? Đó, anh thấy rất là đẹp phải không? Kéo gần lại tròn đẹp chứ sợ không? Lấy cái khung cảnh chung quanh có cây, có các cành cây rồi mặt trăng tròn đẹp quá nè. Ủa bữa nay trăng rằm rồi hả? Để lát nữa vô coi coi ngày ta là bao nhiêu. Wow, đẹp quá thấy không? Nó vượt ra khỏi mấy cái mây á. Đang lên mà. Một lát nữa trời nó sụp tối á, không có ánh mà ánh sáng mặt trời là cái ánh trăng á nó rọi vô cái camera đó là nó sẽ bị có cái đốm phản chiếu á. Có cái đèn phản chiếu á. Còn hôm nay cái giờ này còn sáng này cho nó đẹp quá à. Đẹp ghê. Ở trong màn hình đó mình không có thấy được những cái ấy, nhưng mà ở phía bên ngoài này nè, mình nhìn là trên mặt trăng nó có những cái hình thù gì ở trên mặt trăng á, mình nhìn ở bên ngoài đó, không có nhìn qua cái màn hình của cái camera đó, của cái máy á. Thì mình thấy trên mặt trăng nó có những cái hình, những cái hình thù gì trên đó đó, còn ở trên camera là không thấy được à. Camera đã thấy nó sáng trưng á. Đẹp quá không? Quá đẹp luôn. Lạnh ơi là lạnh. À, hy sinh. Hy sinh lạnh vì sự nghiệp video. Ui, kéo gần đẹp dễ sợ luôn. Lát nữa là trời sụp tối không có ánh sáng của mặt trời là cái ánh sáng của mặt trăng á nó sáng dữ lắm, là nó rọi vô trong cái camera là nó bị nhòe, nó bị lem lem liền, hoặc là nó có một cái đốm màu xanh khác, cái đốm phản chiếu, ánh sáng phản chiếu.